chưa đầy một ngày ra mắt MV mới, Sơn Tùng MTP đã nhận phải cơn bão chỉ trích từ dư luận khi cảnh kết MV chứa nội dung tiêu cực. Bất chấp việc cơ quan chức năng vào cuộc, nam ca sĩ cùng ekip vẫn thản nhiên chia sẻ thành tích ca khúc mới nhất trên trang cá nhân khiến cho cộng đồng mạng càng thêm phẫn nộ. Sau tất cả những sự lên án, mới đây Sơn Tùng MTP đã chính thức lên tiếng. Nam ca sĩ cho biết MV được lấy hình ảnh của một đứa bé không gia đình, không bạn bè nhưng luôn tin vào một ngày nào đó sẽ được bù đắp, được yêu thương, được quan tâm như bao đứa trẻ khác. Sơn Tùng cho biết với MV này, ekip muốn truyền tải thông điệp hãy thấu hiểu cảm xúc bên trong những người cô đơn, hiểu để yêu thương, che chở và hãy mở rộng tấm lòng của chúng ta trước khi quá muộn và bạn không hề cô đơn, có rất nhiều người giống như bạn. Với những ý kiến chỉ trích, Sơn Tùng chia sẻ, sau khi phát hành, Tùng cũng đã nhận được rất nhiều những ý kiến trái chiều. Nhân đây Tùng thật lòng muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến tất cả những ai đã có những cảm giác không thoải mái sau khi xem MV này. Đây thực sự không phải là những gì mà Tùng hay công ty mong muốn. Tùng luôn hiểu được vị trí và sức ảnh hưởng của mình đối với các bạn trẻ. Tùng luôn mong muốn mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho xã hội cũng như cho quê hương đất nước Việt Nam của mình.